Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Thì vừa nãy trong phiên ngày hôm nay á, thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì nếu chúng ta nhìn về mặt chỉ số của VN Index trong phiên ngày hôm nay thì thật sự là nhìn nó rất là xấu. Đúng không? Nó giảm tiếp 23 điểm. Nó thủng cái này, nó thủng cái kia, nó thủng cái nọ đủ thứ. Nhưng mà em á, thì lại đánh giá là phiên ngày hôm nay đã là một phiên mang tính chất là nó đỏ vỏ nhưng mà nó xanh lòng. Tại vì sao? Thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc tách và phân tích để xem coi là hôm nay những cái dòng cổ phiếu nào, những cái mã cổ phiếu nào thì nó thật sự gặp phải những cái áp lực bán, và những cái dòng cổ phiếu nào, những cái mã cổ phiếu nào thì nó bị chèn ép, nó bị điều tiết để nó làm xấu đi cái chỉ số của thị trường mình. À, và những cái dòng còn lại thì nó vận động ra sao? Có những dòng á, thì hôm nay thậm chí là cái biên độ của nó không thay đổi, rất hẹp, đúng không? Có một vài like thôi. Thậm chí có những dòng mà tưởng chừng như nó rất là xấu, ví dụ như là dòng bất động sản, hoặc là một số những con nó đã rơi từ trước rồi, hoặc là những dòng mang tính đầu cơ rất cao và rất dễ sàng trong những cái phiên thông thường mà nó đạp nhiều như thế này, những cái phiên kiểu kiểu như thế này nè, là những con đó nó phải sàn trước, ví dụ như dòng chứng khoán thì nó lại không giảm, đúng không? Thì đó chính là những cái sự phân hóa. À, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích ở trong video ngày hôm nay xem coi là cái cách mà thị trường nó đang làm cái gì trong phiên ngày hôm nay khiến cho thanh khoản của thị trường thì có vẻ như là nó khoảng tầm 11 12 ngàn tỷ thôi, nó không có đột biến gì quá nhiều cả. Mà sao chỉ số nó rớt ghê vậy, rớt hai mươi mấy điểm đó mà đóng cửa thấp nhất đồ này kia. À, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem video anh chị ha. Dạ rồi, thì hôm nay nếu anh chị nhìn vào các cổ phiếu trụ đi, 10 con trụ thì hết 11 con giảm rồi, đúng không? Chắc chắn với anh chị luôn, thậm chí trong phiên nó đạt còn nhiều hơn á. Mà vô ATC là có nhiều con nó đã kéo lên rồi đó, thậm chí có những con nó đạp tiếp trong ATC nữa. À, và khi mà anh chị biết rằng á, thường nha, một con trụ mà đạp thôi á, là VN đã đi 2 điểm 3 điểm rồi, đúng không? Đạp cỡ 3 4 con thôi là VN đi muốn 10 điểm rồi. Không, nếu đạp 11 con thì hỏi sao mà thị trường nó lên được, nó giảm hai mươi mấy điểm là chuyện rất bình thường luôn á. Tính ra hôm nay mà những cái dòng còn lại nó không giữ là hôm nay VN mình giảm phải 50 điểm, anh chị hình dung ha. Mà thông thường á, với cái vận động này thì em kỳ vọng là ngày mai hoặc là ngày mốt thị trường nó sẽ có một cái đáy anh chị ha. Dạ rồi, thì bây giờ nhìn qua cổ phiếu trụ đi để biết coi hôm nay cái cách nó làm cho mình hoang mang lo sợ là như nào anh chị ha. Đầu tiên là nhìn vô trụ nè, đỏ hết, sàn, gần sàn, Vinh đúng không, VRE giữ, Vinamilk giữ, Sapeco trong phiên có những lúc rớt 3% 4% luôn đó. Mà thông thường một mình con này đạp thôi thị trường đi 4 điểm rồi đấy. Anh chị thấy rằng là trong ATC là nó kéo lên cũng tương đối rồi đó. À, nhiều con lắm, gát sàn đúng không, rồi FPT giảm 2-3% gì đó, MWG cũng giảm, Masan cũng giảm, từ trụ đầu cơ, trụ nhà Vinh, trụ bán lẻ gì giảm hết. BVH đạp xuống lắp lại cái phần gáp này rút chân lên thì hôm nay giảm khoảng tầm 2%. Con này nhìn chung nó cũng bình thường tại vì nó đang là những cái cổ phiếu mạnh, nên là đối với BVH thì hôm nay em đánh giá nó cũng bình thường, không sao cả. Những cái phiên này thường á, hàng nó về phiên này nè, xong mà phiên nó rung xuống, nhưng mà thường á, con này phải đóng thấp thì mình mới sợ, chứ nó rút chân thành công thì đây là một hiệu ứng lắp gáp thôi, là dòng tiền nó mới vào. À, nhìn chung nó cũng ok, nhưng mà anh chị hình dung rằng á, là nãy giờ 10 con trụ mà hết 11 con giảm thì làm sao Vernie mình mà nó tăng điểm cho được, đúng không? Đó chính là cái cách mà tổ chức họ đánh trong phiên ngày hôm nay khiến cho thị trường nhìn chỉ số nó rất là xấu luôn, đúng không? Nhưng mà phải xấu như vậy bắt đầu người ta sẽ view về những cái vùng xa hơn như là 1.100 hay là gì đó, thì khi đó thị trường nó mới tạo đáy được. Anh chị hình dung ha. Thì chúng ta nhìn lại những cái dòng chính cũng như là những cái dòng khác đi. Với lại thêm nữa, hôm nay á là áp lực bán nó nằm ở cái tuổi mid cap, đặc biệt nhất là những cái tuổi mà bữa giờ nó đã có những cái sự hưng phấn cũng như là những cái dòng cổ phiếu mà nó chưa có giảm. À, người ta đua vào những dòng đó nhiều thì hôm nay những dòng nó thực sự là gặp phải những áp lực bán, và khi mà volume nổ lên rất to mà bị bán sàn á là những con đó cực kỳ xấu trong phiên ngày hôm nay, anh chị lưu ý ha. Ví dụ như những con rơi rồi thì lại không giảm, đúng không? Nhìn những dòng ngân hàng đây có giảm gì đâu, VB nó còn kéo xanh được mà, đúng không nè? Đúng không ạ? Nó đang cân bằng đáy và nó đang thể hiện cái mẫu hình island reversal của nó rồi. Thành ra hiện tại thì dòng ngân hàng thấy hôm nay rất tốt, thậm chí anh chị không phải riêng dòng ngân hàng, nó nhìn dù như dòng gì chứng khoán đi, HCM còn xanh đây này, đúng không? VRD xanh này, SRI cũng xanh, NS cũng xanh này,
visa tham chiếu này. Nó bản chất hôm nay nó chỉ vận động bởi chủ thôi, chứ mấy con này nó đâu bị gì đâu. Nhưng mà nó sẽ khiến cho tâm lý cực kỳ áp lực, và nhìn cái chỉ số nó rất là ghê. Nhìn giống như là cảm giác như là nó thủng tất cả mọi thứ vậy đó, nhưng thật sự là nó có điều tiết hết. Ha, anh chị thấy volume thị trường đó, nó có bao nhiêu, với lại volume những con chủ đó, nó cái biên độ nó bị lỏng lắm. Với lại cái tuần này là có cơ cấu quỹ nữa. Anh chị ha, chốt NAV. Đấy. Rồi nhìn qua dòng thép đi. Bị gì đâu. Đúng không? Quanh tham chiếu là chính. Ha, với lại nó về những cái biên hỗ trợ lớn nó bị quá bán rồi, thì khi thị trường nó ổn định thì những con này nó sẽ hồi phục thôi. Chứ thường là nó sẽ không có xấu tiếp anh chị ha. Đó. Thành ra anh chị thấy rằng là đa số là đến từ chủ thôi. Ví dụ nhìn nhiều những cái dòng khác đi, những cái con mà cực kỳ xấu xí và cực kỳ ghê tởm, ví dụ như con KBC chẳng hạn. Đẹp không? Test hai đáy quá thành công mà gì nữa. Tại vì sao nó rơi rồi? Nó đã quá rơi rồi. Anh chị ha, thành ra những con này nó khi mà nó tạo hai đáy thành công á, nó sẽ có một cái quá trình ta gọi là gì? Đẩy nền và tích lũy lại. Em có nói rồi, những con này thường á, nó đã xấu như vậy rồi thì nó không xấu nữa đâu. Và nó sẽ cần thời gian nó tích lũy lại rồi. Thì nó mất khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần gì đó. À, nhưng về bản chất những con này thì em nghĩ là nó sẽ không có rơi tiếp, nó sẽ cân bằng ở đây. Anh chị ha, ví dụ những con xấu hơn nữa đi. À, Nam Long. Có giảm đâu. Đúng không? Quá giảm rồi còn gì nữa đâu mà giảm. Con gì nữa? KDH. Ha, đó, nhìn những con này để biết là thị trường nó có khả năng tạo đáy nè. Những con rơi trước này nè, lưu ý nha. Rồi, những con nào nữa? Còn là số 6 nữa ta. IDC. Ha. Đó, rồi, Hà Đô. Đúng rồi, chính xác. Đỡ lại này. Không, rất nhiều con. Đó, những con này rơi tiếp nè. Rồi con nào đó ta? Vinamilk. Giữ lại rồi này. Anh chị ha. Thì thường những con này nó không rơi trong phiên ngày hôm nay, nó ra cân bằng rồi. À, đương nhiên nó sẽ mất thời gian. À, từ từ nó lỏng cái fixed cam một tí. Dạ rồi, thì đương nhiên là cái chuyện mà nó mất thời gian là chắc chắn rồi. Nhưng mà anh chị nhìn là anh chị thấy rằng là nó điều tiết chỉ số, cho bản chất những con này, những cái lượng cung dễ rơi nhất thì nó lại không giảm. Anh chị lưu ý á, thường á, thị trường á, mà những cái dòng như bất động sản anh chị nhìn nó phải sàn đầu tiên chứ, đúng không? Đất xanh nè, CI xanh nè, đất xanh nè, đất xanh nó rơi hôm qua rồi chứ hôm nay là nó kéo lại nha. Thì nó về là những cái vùng quá bán rồi. Đúng không? Nó về là hỗ trợ rồi. Cái sao em bán qua giá 22.5 á, là rút chân lên cái là em bán liền, tại vì em có nói trong cái video trước rồi đúng không? Con này nó vi phạm điểm bán, nhưng mà tại vì cái bữa trước á, khi hàng mình về nó bị sàn cứng, thành ra chắc buộc bộ là rút chân lên là sáng em bán liền luôn. Ha, còn nó về tới đây nó cân bằng hỗ trợ lại thì em nghĩ nó sẽ mất thời gian, nhưng mà rõ ràng là những con này hôm nay nó không giảm nữa. Đâu quý ha, nhưng mà hôm nay cái áp lực bán thực sự đến từ đâu anh chị? Dòng đầu tư công. Mà những cái con nào mà giữ được cái xu thế ở phía trên á, mà nó bị lỏng á, thành ra những con đó hôm nay rất dễ bị bán, đặc biệt nhất là con HAG. Con này bị bán là chắc chắn luôn rồi đó. Nó vẽ ra cái cây này rồi đúng không? Cái cây này nè. Với cây quay đầu với khối lượng cực đại như thế này là chị biết rồi, mùi rồi. Gọi là gì? Điểm gì? Điểm quá mua rồi. Điểm buy in clean mắt rồi. Thành ra cái rõ ràng là con này cái chuyện mà hôm nay nó gãy tiếp với khối lượng còn to hơn cái cây này là chắc chắn nó phải xuất hiện. Thì nó là những cái vùng quá bán rồi, à lộn, quá mua rồi. Hình dung ha, thành ra cái việc hôm nay con điều này bị bán là chị rất bình thường, đúng không? Nếu không phải nói là chắc chắn anh chị ha. FCN nè, lỏng nè, đúng không? Đi lên lỏng, khối lượng lớn gãy bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà đáng tiếc á, hôm nay đáng tiếc là có một số con nó chung với lại đồng đầu tư công thì nó lại bị gãy ngang và nó phá đi một cái thế đẹp của nó. Ví dụ như con HBC, HBC em có nói anh chị đúng không? Thứ nhất nguyên cái phần phía trước tích lũy nó hơi lỏng lẻo. Về tích lũy thì dưới trung bình rớt ở lại lớp, nhưng mà về khối lượng thì lại cực kỳ tốt. Nhưng mà nó có một cái cây đẩy nền thì nó phải cần khoảng thời gian nó tích lũy lại phía trên này, thì chúng ta phải cực kỳ chú ý cho chu kỳ sau. Nhưng hôm nay tự nhiên nó gãy ngang, nó gãy sàn ngang như thế này thì nó lại phá đi cái thế đi lên của cổ phiếu. Thì nhìn như thế này là nhìn nó xấu gì nha. À, nó không đủ cái biên tích lũy trên này và nó phá đi cái thế tích lũy, thì bây giờ nó phải làm lại một cái đáy mới, rồi nó phải đẩy nền lại, nói chung là gì, game over, làm lại từ đầu, thì nó sẽ cực kỳ mất thời gian.
nếu tích lũy phía trên này á, mà thị trường chỉ cần nó ổn định lại trong vòng đầu tuần sau là chắc chắn con này nó sẽ có điểm mua. Nhưng nếu nó gãy ngang xuống như thế này thì nó phá đi cái thế này rồi, thì bây giờ với giống như kiểu như là phải đập đi xây lại vậy đó, thì nó sẽ rất là lâu. Vậy hình dung ha, đó là đáng tiếc là con này. Thứ hai là con C4G, một con siết nền rất chặt rất tốt. Cái lần trước á, là đã có một lần nó rủ xuống đây và rút chân thành công ở đây nè, thì em có nói là khi nó rủ xuống vi phạm thì anh chị bán đúng không, nó rút chân thành công thì anh chị giữ lại, thì bữa đó rút chân thành công thì em giữ lại ha. Nhưng mà lên trên hôm nay á, là vẫn tiếp tục là nó cũng rủ xuống ngay cái biên này luôn, là hôm bữa nó cũng rủ ngay đây, nhưng mà đáng tiếc là hôm nay là không rút chân, thành ra em buộc phải bán con này ra. Em mua tại nền thì quy tắc thôi, mua tại nền thủng nền cắt, hình dung ha, rõ ràng. Tại vì em có nói rồi, nếu con này rút chân thì ok, nếu không rút chân anh chị cứ bán bình thường. Thì đáng tiếc là hai con này á, là nó bị ảnh hưởng bởi cái dòng của nó, thì có thể như là hai con này là hai con bị ảnh hưởng nhiều thôi. Còn một số những con như FCN em có nói rồi, đây khối lượng nó lớn, việc nó gãy là bình thường. Hoặc là con H2G cũng vậy, Dabaco nè, hôm nay cũng gãy nè, đúng không? Dabaco thì có nói rồi, khi nào nó giữ được cái biên này nè thì đánh, hoặc là nó tích lũy cái kênh trên này nè. Đó, thành ra nhiều anh chị nói ủa tại sao phải chờ vượt ở đây, làm gì có chuyện vượt, em thị trường yếu vậy làm gì có chuyện mà tích lũy trên, nó không tích lũy trên nó không đánh được, là nó vẫn có thể nó giảm tiếp đó. Thành ra khi mà nó lủng những cái biên hỗ trợ này thì anh chị phải lưu ý là nếu anh chị nào vẫn còn anh chị buộc phải bán, tại vì nó đã gãy xuống đây rồi, nó phá thế rồi mà nó làm lại trận mới lâu lắm, lưu ý vấn đề đó nhé. Rồi đó, đây là những con thật sự gặp phải những áp lực bán trong phiên ngày hôm nay và những cổ phiếu trụ. Còn đa số những dòng khác anh chị thấy nó rất là bình thường. Ví dụ như em có nói nãy rồi đó anh chị ha. Đấy, có nhiều con này nó bị gãy ngang lắm. Những cái dòng này nó xấu sẵn rồi, thành ra nó cũng không xấu thêm đâu, bình thường ha. Đó, hôm nay tại vì hôm nay cái vận động duy nhất mà có thể thấy được là chỉ có là cái tụi một số con mà nó đi vào những cái vùng quá mua thì nó gãy. Đúng không? Nó gãy khối lượng lớn. Những cái vùng đó người ta FOMO nhiều thì cái việc nó bị bán xuống là chuyện rất bình thường anh chị ha. Đấy, còn ngoài ra thì những cái con khác thì em thấy nó vẫn bình thường thôi, nó cũng không có xấu thêm, mà đẹp thì nó cũng không có đẹp thêm. Thị trường mấy con kia nó có di chuyển đâu, có mỗi cái tụi chủ đạp thôi à anh chị ha. Thành ra anh chị nhìn hôm nay cái biên nó nhìn nó xấu mà nhìn nó ghê, nhưng mà thật ra là nó lại một phiên nó đỏ vỏ nhưng mà nó lại xanh lòng tương đối, đúng không? Đó, hình dung ha, ví dụ như nó dòng dầu khí đi nè, BR nè, rớt xuống khối lượng bé tí, đúng không? Nhìn thì ghê thiệt nhưng mà nó không xấu đâu anh chị. Con này quả mai nó kéo lên lại, nó nằm trong biên lại. Nhưng mà vấn đề là gì? Cái chuyện nó không xấu là một chuyện, chuyện mình mua được hay không là chuyện khác. Mua được thì khi nào mua được, đẩy nền tích lũy trên cao thì mua, đúng không? Đó là quy tắc anh chị ha. Cái fit cắm nó lỏng hoài trời, đợi xíu anh chị nha. Mỗi lần em đụng vô là nó hơi nháy 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 tí. Rồi, ok. Vậy rồi, tiếp theo nhìn con khác đi. OI nè, những con này thì khối lượng thấp như thế này thì mai nó cũng nằm trong cái biên này thôi, bình thường. BVS cũng vậy, nè, nó nằm trong cái biên này thôi. BVD thậm chí còn kéo xanh. Nhưng mà anh chị lưu ý nha, BVD nó đã có mẫu hình vai đầu vai thuận ở trên này rồi á, thì anh chị cực kỳ lưu ý, khối lượng nó đã lớn rồi. Tới bây giờ mà ai vẫn chưa bán á, làm ơn mai hồi lên canh bán giùm đi. Nha, nó cho ai cơ hội bán, nó lo mà bán đi. Chứ đừng có thấy nó hút lên lại xong rồi lại đi vô bắt nữa, là cũng vậy nữa đó. Tại trên đây khối lượng nó đã lớn rồi, lưu ý nha. Rồi bâu đâu có giảm đâu, đúng không? Sorry anh chị nha, cái dây sạc nó bị lắc á. Ừ, lúc nó ra vô vậy đó, nhiều khi coi video thì nghe cái tiếng nó binh binh nhiều, anh chị thông cảm giúp. Dạ rồi, đó, những con này nó có giảm đâu, đúng không? Hình dung ha. BLC vẫn tích lũy đây, có nói rất nhiều video trước thì nói chung mà về khối lượng thì cũng được. Nhưng mà những con này thanh khoản nhỏ quá, nhưng mà về kỹ thuật thì như thế này là vẫn ok ha. Gap là tự nhiên giảm ngang vậy, vô ITC giảm chứ nó có giảm trong phiên đâu, thì nhìn là biết nó đè rồi chứ giờ phân tích cung cầu gì đây, đúng không? Đó là cái cách hôm nay nó đánh rất là hay, thị trường rất xấu nhưng mà nó đánh làm sao cho nó xấu nhưng mà nhìn cổ phiếu nó vẫn ổn à, thì mới gọi là tâm lý. Cái đánh anh chị dễ nhìn quá ăn của nó à, hình dung không? Thủy sản đồ này cũng giữ lại tại vì nó giảm nhiều rồi, thành ra anh đánh giá là nó không không giảm thêm anh chị ha. Rồi DRC, một cái con mà bữa giờ có khá đẹp đẹp á, ui chà gãy ngang, hình như nó đạp ATC thì vậy à, đạp ATC à, gãy gì thôi, gãy thì về đây làm lại một cái nền mới nha. Giống như con BVT đẹp khúc trên nhưng mà khúc dưới không đẹp ha. Đó là lý do tại sao mà anh chị phải cực kỳ lưu ý là cổ phiếu lúc nào cũng phải tích lũy cái xí cái trên này nè à, thì nó mới dễ đánh. Còn nếu mà cái lửng lửng ở dưới này có khả năng nó sẽ rủ xuống lại à, cho nên đừng có vội anh chị nha.
Nói chung thị trường em đánh giá là có thể là sáng mai, chiều mai hoặc là thứ sáu thì nó sẽ có một cái biên tạo đáy đấy ha, tại vì nó thường nó ép trụ kiểu này á thì giống như là nó tạo ra một cái nhịp rũ cuối rồi đó, đúng không? Nhưng rõ ràng rất nhiều cổ phiếu nó đã cân bằng trước, nó giống như cái nhịp bên này nè, nó y chang nhịp bên này luôn. Anh nhìn nhìn lại cái phiên ngày 6 tháng 7 ở đây nè. Đúng rồi, 6 tháng 7 cái phiên nó trụ nó cũng đạp. Nhưng mà rất nhiều cổ phiếu nó đã cân bằng rồi, xong rồi phía sau á thị trường nó lọ mọ, nó hồi lên, nó tạo đáy, xong nó bắt đầu những cái con nào mà nó cân bằng trước nó hồi trước. Rồi tụi trụ nó cũng kéo lên, nhưng mà những cái biên rơi cuối như thế này là thường là nó sẽ đạp trụ. Nó đạp trụ xong nó làm trò á, xong rồi bữa sau nó tạo đáy thành công là phía sau nó sẽ đi lên từ 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 từ, từ vậy đó anh chị ha. Nhưng mà nhiều cổ phiếu hôm nay nó đã cân bằng rồi đó, nhìn những cái phiên anh chị mới thấy. Với lại hôm nay anh chị thấy rằng là nếu mà anh chị không cầm những cái dòng rì rì ngoài này thì anh chị thấy thị trường nó cũng chả có nhích bao nhiêu hết, đúng không? Rõ ràng là như vậy anh chị ha. Đấy, nhưng mà thường á cái tụi chủ hôm nay nó đè như vậy á, em nghĩ ngày mai nó cũng kéo lại, tại vì nó đè không có khối lượng, nó đè chủ yếu để nó đạt được một cái mục đích là nó tạo ra một cái sự hoảng loạn, một cái điểm cuối thôi, chứ thật ra thì nó lại không có yếu tố bán tháo với khối lượng lớn. Như là những dòng nó bản chất người ta cũng không có chơi nhiều để có khối lượng lớn để bán nữa, hình dung nó là như thế anh chị ha. Đấy thì hôm nay video hôm nay nó chỉ nói về cái vấn đề là hôm nay nó điều tiết thị trường như thế nào để làm cho thị trường xấu nhưng mà nhìn cổ phiếu nó lại ổn đó, là một phiên đỏ bỏ nhưng xanh lòng ha. Thì hôm nay chỉ nói tới đây thôi, tại vì nhìn chung những cái cổ phiếu như anh chị phải cực kỳ lưu ý HCM nha, nó sẽ dẫn dắt giai đoạn sau đấy, lưu ý nha. Đó chỉ có con này thôi, mới là con BVH này tiền nó vào đó. Rồi như một số cổ phiếu cân bằng trước, ví dụ như là dòng mà dòng thép thì có con HBG, còn như dòng băng thì dòng băng nói chung và dòng chứng khoán là có HCM. Lưu ý mấy con này giúp em ha, những con này giữ biên tốt thì cứ bình thường đấy, thậm chí là con C4G mà sau này trong cái dạng đầu tư công em vẫn đánh giá cao con C4G nha. Nếu nó rút chân lại mà nó đẹp và em sẵn sàng mua lại, không có vấn đề gì hết, tại vì nó rủ thì em phải bán thôi, đẹp mua lại bình thường không vấn đề, tại bản chất những con tích lũy bản chất nó không có phân phối được, nó chỉ là thị trường nó rủ thôi, nhưng mà bản chất những con nó không xấu, chu kỳ sau anh chị vẫn có thể nhắm được, chị lưu ý ha. Thì hôm nay chị nói vậy thôi đó, anh chị chờ tiếp những cái diễn biến vào ngày mai đấy. Ngày mai thì bắt đầu ngày mai với ngày mốt sẽ là những cái tín hiệu anh chị sẽ cực kỳ lưu ý anh chị ha. Hôm nay thì nó đè chỉ số cho nó xấu vậy thôi, nhưng mà thường anh chị đè như này nè, bắt đầu người ta sẽ view về đâu dưới ngàn mốt á, bắt đầu view xuống những cái vùng đau chen ở phía dưới đó, khi đó cái sự tiêu cực nó phải đẩy lên sự đỉnh điểm. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào chỉ số thì nó mới tạo đáy được, giống y chang mấy đợt trước vậy thôi, lần nào mà trả view về 900 gì đấy nè, những cái cây gọi là điểm spring ở đây nè anh chị ha, đó nó lũng biên ở đây nè, đúng không? Đó anh chị nhìn chị sẽ biết cái cách nó điều tiết. Dạ rồi, thì hôm nay thật ra là vì ngoài cái chuyện đó ra thì vận động thị trường em đánh giá nó không có gì mới anh chị nha, anh chị cứ bình thường. Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều, lên chấn ngàn không thôi, nhiều người nhìn thấy thị trường và nhìn thấy ghê anh chị ha. Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều ha, dành thời gian tối nay xem video của em đấy. Quan trọng là phải nhìn những cái khâu chọn lọc cổ phiếu rồi này kia để chi, để sẵn sàng cho cái việc là khi nó cân bằng ổn định thì chúng chú ý những cái dòng này, lưu ý ha. Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều, anh chị thứ hai một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi em ra video anh chị ha. Dạ rồi, đăng ký kênh anh chị nha. Dạ rồi.